Cái thằng làm đi, con làm đi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay gia đình mình có mua chân gà về để nướng. Thì tại sao mua chân gà là lý do bữa hai đứa nhỏ nhà mình nó nói là nó thèm chân gà lắm. Bữa chở nó đi vô nhà người ta chơi mà nó thấy người ta nhậu cái món chân gà mọi người. Mà nhậu thì người ta làm cái dĩa này mà hai đứa mỗi đứa mỗi chân ăn xong nó ăn xin thêm rồi xin thêm nữa thấy mắc cỡ quá. Để hỏi nó là sao thèm không? Nó nói là thèm lắm, cũng thèm chân gà cho nên là bữa nay quyết định mua về 1 ký hơn luôn. Khoảng 1-2 ký á. Mua về nướng làm nướng cho nó ăn cho đã một bữa. Nhiều khi mình không có để ý tại vì món chân gà là món nhậu thôi cho nên ít khi mua về ăn á. Bữa nay mới phát hiện là nó thích ăn chân gà nướng nên mới mua về làm mọi người ạ. Nhà mình lúc nào cũng có cái bếp than này nè. Khi cần nướng là bỏ than củi vô nướng cho nó lên lửa thôi. Mà lấy ra nướng thôi. Cho nên không có lo về cái chuyện than củi. Ngồi đâu ta? Đây đi. Đi. Rồi bây giờ hỏi hai đứa nhóc coi. Bữa nay thích lòng mà bữa kêu thích ăn chân gà nướng, bữa nay mua về làm ưng bụng chưa? Ưng bụng rồi. Ừ. Để chút nướng ăn nha. Bây giờ đi chơi, tạm thời đi chơi xíu đi. Lát nữa mà nướng xong rồi mẹ kêu gì hay là ở đây nướng với mẹ luôn. Ở đây nướng. Vậy đi. Ở đây nướng với mẹ luôn đi, chi bỏ mình mẹ nướng á, là mẹ ăn hết luôn á. Giờ mình nướng chân gà mọi người ơi, mình nướng lần, than nó chưa có tới lắm nhưng mà nướng đại thôi. Con nướng phải không? Bây giờ con vô con lấy cái gáp đi, cái gáp đó. Đây mày lấy cái này. Mày chỉ cho con ấy nha. Đó, cái này nè. Để xuống. Đó, gấp đi, gấp để ấp xuống. Đi gấp chưa? Đi gấp rồi. Làm đi rồi có ăn, có làm, có ăn đi. Đó. Gấp sát sát vô. Mẹ này nằm ở trên lây à. Nướng lâu quá mấy đứa ơi. Chứ còn gì. Kiểu này chừng nào mới có ăn đây ta. Quạt đi hai ơi. Hai đứa nhỏ nhà mình á, hai đứa nhỏ nhà mình á hôm nay được tự nướng chân gà luôn á. Nên hình như thấy hơi thích không? Thích không đâu? Thích. Tự nướng thích đúng không? Đang ăn thích không? Thích. Ừ. Cho tụi nó tự nướng, tự nướng để tự thưởng thức luôn nha mọi người. Cái này lật được rồi nè hai. Nhưng mà hơi lâu mọi người ơi. Chân gà nướng lâu quá. Cái này chính là mẹ cho con thưởng thức nha. Mới được một cái đầu tiên thằng cu này nó thèm quá, nó ăn trước rồi mọi người ơi. Bây giờ để hỏi nó xem là nó ăn thế nào, ngon không con trai? Ngon. Có bị cay không? Không. Có bị mặn không? Không. Để nói là để lát nữa nướng xong đi là ăn chung luôn vui, mà nó không chịu, nó kêu thèm quá để con ăn thử. Mọi người à, hồi nãy giờ mình nướng á, thì hai đứa nó thay phiên nhau nó ăn hết rồi. Kiểu như là nướng ra bao nhiêu nó ăn hết bao nhiêu, còn bao nhiêu đây. Giờ nó nói là nó no rồi, nó ngán rồi. Rồi xương nó xả đầy hết. Đó, xả tè la hết. Bây giờ nó nói nó no rồi. Đó, thôi nghỉ đi, no rồi đi rửa miệng rửa tay đi. Lát nữa tới mẹ. Mẹ ăn hết luôn nè. Mẹ ăn hết luôn, bao nhiêu cũng hết. Còn phần còn lại là của mình nha mọi người. Đó, còn bao nhiêu đó, số này chưa được.
với một số đang nướng. Thì hai nhỏ nhà mình đó, nó đã ăn no rồi nha. Hồi nãy không có phải là mình nướng xong mới ăn, mà là nướng xong cái nào tụi nó ăn hết cái đó rồi. Bây giờ tới phần mình, là một dĩa đây với một phần ở dưới này nữa nha. Thì đây giờ hai chị em mình ngồi ăn, làm lai rai mỗi đứa mỗi lon bia cho nó dễ tiêu á. Thôi bye bye mọi người nha.